này chúng tôi đánh giá là vô cùng quan trọng, thậm chí mang tính bước ngoặt của cả thế giới khi một nhóm nhà nghiên cứu ở Cộng hòa Ship đã phát hiện ra một chủng SARS-CoV-2 được cho là sở hữu đặc điểm của hai biến chủng Delta và Omicron. Leon Dios Kostikis, giáo sư khoa học sinh học tại Đại học Ship đã phát hiện ra một chủng SARS-CoV-2 sở hữu đặc điểm di truyền của cả Delta và Omicron. Ông Kostikis tạm gọi đây là Delta Crohn nhấn mạnh rằng chủng này có dấu hiệu di truyền giống của Omicron trong bộ gen của Delta. Hiện thời, ông Kostrikis và đội ngũ đã phát hiện 25 ca bệnh mắc chủng này, hiện còn quá sớm để kết luận liệu chủng này có gây ra thêm nhiều ca bệnh hoặc tác động của nó sẽ như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong tương lai xem liệu chủng này có khả năng gây bệnh hay lây lan mạnh hơn hoặc chiếm ưu thế so với hai chủng Delta và Omicron hay không. Ông Kostrikis trả lời Sigma TV vào hôm mùng 7 tháng 1, ông dự đoán Omicron hiện vẫn có thể có khả năng áp đảo so với Delta. Chrome. Các nhà khoa học tuần này đã gửi nghiên cứu của họ cho CEIS, một cơ sở dữ liệu quốc tế chuyên theo dõi các virus. Delta Chrome xuất hiện trong bối cảnh siêu biến chủng Omicron đang tiếp tục lây lan trên diện rộng và đã áp đảo Delta ở một số khu vực trên thế giới. Omicron được cho là có độc lực nhẹ hơn Delta. Hiện nay giới chuyên gia nhấn mạnh hiện vẫn cần thêm dữ liệu để củng cố cho giả thuyết này. Đồng thời, điều này cũng là lời cảnh báo cho các nước cần nâng cao cảnh giác vì Omicron có thể gây nên những đợt bùng dịch COVID-19 quy mô lớn hơn cả trong thời gian tiếp theo. Đừng biến hành vi chủ quan của mình thành món quà tử thần dành cho người khác. Sau khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Nam Phi xuất hiện gây nhiều quan ngại, các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới đang khẩn trương đánh giá hiệu quả của các vaccine phòng COVID-19 hiện có đối với biến thể nguy hiểm này. Trong thông báo mới đây, AstraZeneca cho biết hãng hy vọng hỗn hợp kháng thể đơn dòng của hãng sẽ vẫn hiệu quả với biến thể Omicron. Hiện hãng đang thực hiện nghiên cứu tại Botswana và Eswatini nhằm thu thập dữ liệu hiệu quả của vaccine với biến thể mới này. AstraZeneca nhấn mạnh vaccine phòng covid-19 của hãng đã cho thấy hiệu quả chống lại tất cả biến thể đáng lo ngại VOC hiện nay của virus Sars-CoV-2 gây bệnh covid-19. AstraZeneca cho biết thêm, hãng đang thử nghiệm kháng thể đơn dòng AZD 7442 đối với biến thể Omicron và hy vọng loại thuốc này sẽ duy trì được hiệu quả trong việc chống lại biến thể mới. Trong khi đó, hai hãng dược Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức bày tỏ hy vọng trong hai tuần tới sẽ có nhiều dữ liệu hơn về biến thể mới này. Omicron được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm biến thể đáng quan ngại để xác định mức độ hiệu quả của vaccine do hai hãng phối hợp bào chế đối với biến thể mới Tuyên bố của Pfizer và BioNTech nêu rõ các chuyên gia đã ngay lập tức tìm hiểu về biến thể mới và những dữ liệu mới sẽ cung cấp thêm thông tin về việc liệu biến thể Omicron có khả năng né vaccine hay không. Trong trường hợp biến thể này có thể lẫn tránh, lá chắn miễn dịch cho vaccine tạo ra, hai hãng sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong sản phẩm vaccine của mình để ứng phó với kịch bản biến thể này lây lan trên toàn cầu. Ngoài các hãng AstraZeneca, Pfizer và BioNTech, hãng Moderna Mỹ cũng cho biết đang nỗ lực cải thiện liều vaccine tăng cường tập trung vào biến thể Omicron. Thời gian thử nghiệm một liều tăng cường khác với liều lượng cao hơn so với liều hiện nay. Ngoài ra, Moderna cũng đang nghiên cứu liều vaccine tăng cường khác có khả năng bảo vệ con người trước các biến thể của virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, hãng dược Johnson Johnson cho biết đang theo dõi sát biến thể Omicron và đánh giá hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 của hãng với biến thể mới này. Từ khi biến thể Omicron mới xuất hiện, các chuyên gia y tế Nam Phi cho biết biến thể mới này có thể đã xuất hiện trên khắp cả nước, gây ra khoảng 90% ca nhiễm mới và đang lây lan nhanh trên người trẻ. AP đưa tin tốc độ lây nhiễm của biến thể này trên người trẻ ở Nam Phi đang gây ra hồi chuông báo động với các chuyên gia y tế, dù số ca COVID do Omicron gây ra ở nước này vẫn tương đối thấp. Bà Rudo Mathifa, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Barawanath ở Soweto, thành phố Johannesburg, Nam Phi cho biết, Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong độ tuổi của bệnh nhân mắc COVID-19. Những người ở độ tuổi 20 đến cuối 30 đang phải nhập viện với các triệu chứng từ trung bình đến nặng. Một số người cần được chăm sóc đặc biệt. Khoảng 65% bệnh nhân trẻ không được tiêm chủng và phần lớn số bệnh nhân còn lại chỉ mới tiêm một liều. Bà cũng cho biết các bệnh viện công cần có sự chuẩn bị khẩn cấp để có thể đối phó với một lượng lớn bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt sắp tới. Theo AP, ổ dịch nhỏ trong nhóm sinh viên đại học ở thủ đô Pretoria đã lan ra thành hàng trăm rồi hàng ngàn ca nhiễm mới. Ban đầu, biến thể này chỉ có ở thủ đô, nhưng sau đó đã lây sang thành phố Johannesburg, gần đó và cũng là thành phố lớn nhất của Nam Phi. Giới chức y tế Nam Phi cho biết, kết quả nghiên cứu làn sóng lây nhiễm hiện tại cho thấy biến thể Omicron có thể có khả năng gây ra tới 90% ca bệnh mới. Nghiên cứu ban đầu cũng cho thấy Omicron có hệ số lây nhiễm là 2, tức là mỗi người mắc bệnh có khả năng lây nhiễm cho hai người khác.